Hello, hello, chào mọi người tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Thì hôm nay mình có một vài dòng xe mình muốn chia sẻ đến toàn thể mọi người luôn. Đợt này thì cửa hàng mình về rất nhiều mẫu xe cực kỳ đẹp rồi nhá. SHI này, Winner X đầy đủ hết mọi người ạ. Thì không để mọi người chờ lâu nữa thì mình sẽ vào phần chi tiết luôn. Cực kỳ nhiều xe rồi nhá. Như được chưa, SH, dòng này có tên gọi là SH125. Các bạn này đã trang bị cho mình là cái khóa Smart Key rồi. Nói chung thì một mang một cái nước sơn màu trắng ngọc trinh cực kỳ đẹp luôn. Thì con này thì hiện tại bên mình đang xả lổ mạnh cực kỳ cho mọi người luôn. Xả lổ hẳn cho mọi người chỉ còn có 63 củ khoai. Xả lổ cực mạnh luôn, xả lổ cho mọi người lên tới 7 củ khoai mọi người nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Cùng là một mẫu xe Honda, dòng này có tên gọi là SHI, ý nguyên con luôn. Cái này thì mình đang xả lổ cực mạnh luôn. Cùng xả lổ 7 củ mọi người nhá. Xả lổ xuống còn 43 củ khoai thôi, cực kỳ đẹp mọi người nhá. Cùng là một mẫu xe của nhà Honda luôn, dòng này có tên gọi là Honda Winner X. Bản này là bản thường. Đang bọc keo nguyên con cho mọi người luôn. Tình trạng xe và máy móc thì đang bao êm cực kỳ mọi nhá. Con này thì giá để lại mọi người em này chỉ có 20 củ khoai thôi. Mình xả lổ mạnh cho mọi người chỉ còn có 20 củ khoai mọi nhá. Cùng là một mẫu xe của nhà Honda luôn. Dòng này có tên gọi là Honda Winner. Winner này có tên gọi là Winner V1 mọi nhá. Cái dòng Winner V1 này thì nghe tiếng nổ máy ra rất chìa giòn luôn. Mang một cái nước sơn phải gọi là siêu đẳng cấp mọi người nhá. Mình xả lổ mạnh luôn cho mọi người, con này hai củ còn có 18 củ khoai thôi. Đèn led hai tầng cực kỳ sáng mọi người nhá. Cùng xả lổ tiếp một con Exciter MX King, dòng này cũng gọi là MX King nhập khẩu Indo mọi người nhá. Thì cái này 2020 đời đèn led rồi nhá. Cái này thì mình xả lổ mạnh mọi người luôn, 6 củ khoai còn 29 củ khoai mọi người nhá. Cực kỳ rẻ luôn. Trong số những mẫu xe cửa hàng mình quay đó, mọi người đã ưng chốt được chiếc xe nào chưa ạ? Cực kỳ nhiều xe chúng cũng tha hồ lựa chọn luôn. Những chiếc xe mà chuyên đi tán gái này, chuyên siêu cấp của nhà giàu này, cửa hàng mình có đầy đủ hết rồi nhá. Mọi người nào mà cần mua bán và xem chi tiết hơn thì cứ inbox cửa hàng mình nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video ạ.